Sáng nay, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã di lý đối tượng Trịnh Văn Khánh, 27 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, đi thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài do Khánh cùng đồng bọn gây ra 10 ngày trước để củng cố hồ sơ điều tra xử lý vụ việc. Sau những ngày đến Đà Lạt chơi và trên đường quay về Di Linh, Khánh phát hiện anh Penio Gastro đang chở chị Heidi Ballard cùng quốc tịch Anh lưu thông phía trước và chị này có cầm điện thoại di động Samsung Galaxy S9 trên tay. Khánh chạy xe lên áp sát để tí củn ngồi phía sau giật điện thoại của chị Heidi Ballard rồi tăng ga tẩu thoát. Về Di Linh, cả hai đến một tiệm điện thoại trên địa bàn bán được 5 triệu đồng, sau đó chia nhau tiêu xài. Nhận được tin báo của bị hại, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt vào cuộc truy xét. Đến tối ngày 4 tháng 5 đã bắt được Khánh. Đây là một nỗ lực của Công an Đà Lạt trong việc triệt xóa các nhóm cướp giật tài sản của khách nước ngoài, làm xấu đi hình ảnh của du lịch ở thành phố ngàn hoa này.